Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với phần video tủ sâu chuyên đề về so sánh. Bạn thân mến, nếu như theo đúng như tinh thần trong đề minh họa, thì cái phần chuyên đề về so sánh của chúng ta sẽ chỉ tập trung vào phần so sánh kép và dạng so sánh càng thì càng. Nhờ bạn sẽ chú ý cho cô như sau này. Với cái dạng so sánh càng thì càng, thì bạn sẽ nhìn cho cô công thức của nó rất là đơn giản như sau. Nó sẽ có the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn, hoặc là trạng từ dạng so sánh hơn chủ ngữ verb phẩy. Đằng sau cô sẽ có là the cộng với tính từ trạng từ ở dạng so sánh hơn chủ ngữ verb. Vậy bạn sẽ thấy cho cô như sau này. Với cái dạng so sánh đồng tiến càng thì càng, nó sẽ có hai mệnh đề. Dạ, và ở mỗi một mệnh đề nó sẽ bắt đầu bằng the. The cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn chủ ngữ verb. Dạ, giờ tính từ so sánh hơn chủ ngữ verb. Vậy có thể nhớ cho cô như sau. Đó là chúng ta chỉ cần nhớ đơn giản công thức của nó như sau. Dạ, đó là cái công thức mà the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn nhé. So sánh hơn là sao đây ạ? Chợ the cộng với tính từ dạng so sánh hơn này. So sánh hơn tức là với tính từ ngắn, đúng không ạ? Nếu với tính từ trạng từ ngắn, nhớ, tính từ hoặc là trạng từ ngắn nhé, thì chúng ta sẽ cộng thêm er vào đuôi. Thế còn với tính từ hoặc trạng từ dài thì chúng ta sẽ dùng là more cộng với tính từ, nhớ, more cộng với tính từ hoặc là trạng từ, nhớ, cộng với chủ ngữ verb. Phẩy đằng sau của chúng ta cũng tương tự như vậy. Đằng sau nó sẽ là the cộng với tính từ ở tính từ hoặc là trạng từ ở dạng so sánh hơn nhờ cộng với chủ ngữ verb. Cái này cô sẽ áp dụng nguyên như vậy với trạng từ. Vậy cô sẽ có là the cộng với tính từ hoặc là trạng từ ở dạng so sánh hơn nhờ cộng với chủ ngữ verb. Đằng sau sẽ là the cộng với tính từ hoặc trạng từ ở dạng so sánh hơn chủ ngữ verb. Nếu như tính từ hoặc là trạng từ ngắn chúng ta sẽ thêm er vào. Thế còn với tính từ hoặc trạng từ dài chúng ta sẽ thêm more vào đằng trước. Vậy thì với câu số 1, bạn sẽ căn cứ cho cô như sau này. Bên kia của cô sẽ có là the more. Thì bên này cô cũng sẽ phải là the cộng với tính từ. Sau đó cô sẽ bỏ đáp án ý A vì nó không có the. Hoặc bỏ ý C vì nó không có the. Vậy cô sẽ chỉ còn C và D. Cô sẽ có công thức là của nó là the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn cơ. Thì cô sẽ bỏ tiếp ý D. Vì sao? Ý D cô có đuôi ST là so sánh nhất chứ không phải so sánh hơn rồi. Do đó cô chọn được câu 1 của chúng ta là ý B. Xong câu 1 chuyển cô sang câu số 2. Câu số 2 em sẽ căn cứ cho cô bằng the more. Thì bên kia cô cũng sẽ phải là the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Cô bỏ B, C vì nó không có the. Đúng không ạ? The cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Vậy thì ý D của cô có ST cũng bỏ. Do đó câu 2 cô chọn được ý A. Trở sau câu 2 chuyển cô sang câu số 3. Trở về bên kia của cô sẽ có là the older. Thì bên này của cô cũng sẽ phải là the. The cộng với tính từ dạng so sánh hơn thì cô bỏ được B, bỏ được D, cô chỉ còn A và C. A và C thì cô sẽ có như sau. Cô bỏ tiếp ý A vì A cô có ST là so sánh nhất. Do đó cô chọn được câu 3 của chúng ta là ý C. Xong câu 3 chuyển cô sang câu số 4. Trở câu số 4 em sẽ căn cứ cho cô bằng the more. Thì bên kia của cô cũng sẽ phải là the cộng với tính từ dạng so sánh hơn. Cô bỏ ý D vì nó sẽ có là the cộng với ST là so sánh nhất. Thế thì cô sẽ có như sau. Cô có cái từ happy. Cô có từ happy, từ này của chúng ta là tính từ hai âm tiết. Nhưng tận cùng là y dài nó sẽ là tính từ ngắn. Tính từ ngắn thì chúng ta sẽ có như sau. Không có cái công thức so sánh nào mà lại vừa có most, lại vừa có ST cả. Bỏ C, đúng chưa? Thì cô sẽ có như sau. Với dạng tính từ so sánh hơn, với dạng tính từ ở dạng so sánh hơn nhé, mà với tính từ ngắn chúng ta sẽ thêm đuôi er vào. Vậy thì ý A của ý B của cô mà có cả more và là sai. Do đó cô chọn được câu 4 của chúng ta là ý A. Sau câu 4 chuyển cô sang câu số 5 cũng tương tự như vậy. Em sẽ căn cứ cho cô bằng the woman. Thì bên kia của cô sẽ phải là the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Thì cô sẽ bỏ được A, bỏ được C. Đúng chưa? Cô chỉ còn B và D thôi. B và D cô sẽ có là the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn cơ. Ý B có đuôi ST là so sánh nhất. Bỏ. Vậy cô chọn được câu 5 là ý D. Rất là dễ, đúng không ạ? Sau câu 5 chuyển cô sang câu số 6. Câu 6 bên này chúng ta có the more. Thì bên kia cô sẽ phải là the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Chợ, nếu mà the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn thì cô sẽ bỏ được ý C. Chợ, bỏ được ý D vì nó không còn the. Cô chỉ còn A và B thôi. Chợ, vậy thì cô sẽ có như sau. Ý A của cô với từ the best là so sánh nhất. Sau đó câu 6 cô chọn được ý B. Sau câu 6 chuyển cô sang câu số 7. Chợ, câu số 7 bên này cô có the better là dạng so sánh hơn. Thì bên kia cô, sorry, bên này cô có the better thì bên kia cô sẽ phải là the. Cô bỏ được B, bỏ được C. Cô chỉ còn A và D. Nhớ, chỉ còn A và D nhé. Thì cô sẽ có như sau ấy. Ý D của cô có ST là so sánh nhất. Bỏ. Thì cô 7, cô chọn được ý A. Chờ, sau câu 7 chuyển cô sang câu số 8.
Chứ ở bên kia của cô có the faster, thì bên này cô sẽ phải là the cộng với tính từ dạng so sánh hơn. Bỏ B, bỏ C, cô chỉ còn A và D. Thì đương nhiên cô chọn được ý D, thì nó sẽ là the cộng với tính từ dạng so sánh hơn. Yeah. Với câu số 9, bên em sẽ căn cứ cho cô bằng the richer. Thì bên kia của cô sẽ phải là the cộng với tính từ dạng so sánh hơn. Xem nào. Rồi cô sẽ có như sau này. Ý D cô sẽ bỏ vì nó không có the cộng với tính từ dạng so sánh hơn. Yeah. Tiếp này. Cứ có như sau này. 4 đáp án, 3 đáp án của cô sẽ có là the more và the more. Thì cô sẽ có như sau này. Theo cái công thức đó là the cộng với tính từ dạng so sánh hơn chủ ngữ vấp. Vậy ý C của cô sai, có đứt đảo lên trước chủ ngữ là sai, đúng không ạ? Vậy cô sẽ chỉ còn A và B. Xem cho cô sự giống nhau và A và B chỗ nào này. Thì cô sẽ có như sau này. Cô có cái từ privilege. Thì cô sẽ có từ privilege, chúng ta là danh từ. Vậy thì cô sẽ thấy như sau. Chúng ta mà dùng danh từ chúng phải dùng cái dạng là the cộng với more. Ok, cộng với danh từ sau mấy cộng chủ ngữ vấp ở đằng sau. Vậy thì cô sẽ chọn được đáp án của câu này sẽ là ý B. Sau câu 9 chuyển cô sang câu số 10. Câu số 10 bên kia cô sẽ phải là the more. Thì bên này cô sẽ phải là the cộng với tính từ dạng so sánh hơn. Chứ ở với cô sẽ bỏ được ý C với từ most là so sánh nhất, đúng chưa? Bỏ ST so sánh nhất, bỏ này. Thì cô sẽ chỉ còn B hoặc là D mà thôi nhá. Về mặt nguyên tắc này, cô sẽ có như sau. Ở đây của cô là B, thì đúng không? Quy tắc là sau to be của chúng ta cộng với tính từ chứ không cộng trạng từ. Nên ý D của chúng ta có happily là trạng từ là sai. Vậy thì câu 10 cô chọn được ý B. Sau câu 10 chuyển cô sang câu 11. Câu 1 bên này cô sẽ có là the cộng với more cộng với tính từ. Và bên kia cô cũng sẽ phải là the cộng với, đúng không ạ? Nó sẽ có là the này. Tính từ của cô là từ complicated, là tính từ dài. Vậy cô sẽ phải nghĩ việc dùng là the cộng với more cộng với tính từ. Vậy chỉ có mỗi ý D thỏa mãn thôi. Sau 11 chuyển cô sang câu số 12. Câu 12 bên này của chúng ta có the more. Thì bên kia cô cũng sẽ phải là the cộng với tính từ ở dạng so sánh hơn. Cô căn cứ bằng từ becomes là động từ. Chờ cô sẽ có cái quy tắc như sau này, đó là cái anh become này đằng sau nó sẽ cộng với tính từ chứ không cộng trạng từ. Vậy thì cô bỏ được ý B vì nó không có the, đúng không ạ? Tiếp nhá, cô sẽ có như sau này. Sau become cộng với tính từ, vậy thì cô sẽ bỏ ý A với từ confidence là danh từ, bỏ, đúng chưa? Vậy cô sẽ chỉ còn C và D thôi. Chờ ý D cô sẽ có là, ở đây người ta dùng phải dùng là the cộng với more cộng tính từ chứ không phải là the most. Để chờ cô sẽ bỏ được ý D nữa. Từ đó câu 12 cô chọn được ý C, em nhé.